Nghi phạm trộm cắp có mái tóc vàng này từng gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội khi đột nhập vào nhà khổ chủ, nhiều lần vái lại bàn thờ rồi mới mang tài sản trộm cắp được đi tẩu tán. Ngày 6 tháng 2 năm 2018, Công an thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Thắng, 25 tuổi, ở thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Công an thành phố Thủ Dầu Một xác định gia chủ là anh Nguyễn Thế Phương ở phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 12 tháng 1 năm 2018. Tài sản bị mất trộm gồm một điện thoại, một máy tính bảng và 5 triệu đồng. Anh Phương cho biết, bàn thờ mà kẻ trộm đã lại trước khi ra tay là bàn thờ ông bà tổ tiên. Qua điều tra, sàng lọc đối tượng, đến ngày 28 tháng 1, cảnh sát hình sự đã bắt được Thắng khi đang chạy xe máy trộm cắp trên đường Huỳnh Văn Lũy, thuộc địa bàn phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Qua đấu tranh, Thắng đã khai nhận hành vi đột nhập vào nhà anh Phương để trộm tài sản. Công an đang điều tra làm rõ và thu hồi tài sản bị trộm. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.